giảng sinh học 7 với chủ đề là lớp chim. Trong quá trình học, nếu như mà các bạn có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể đặt câu hỏi gửi đến cái mail của cô hoặc là kết bạn với Zalo qua số điện thoại của cô. Các bạn theo dõi bài giảng, sau đó hãy chép bài vào cái vở ghi của mình trên lớp, trả lời các câu hỏi vào sách giáo khoa hoặc vào vở bài tập nếu như mà có, chụp ảnh phần vở ghi câu trả lời những thắc mắc gửi vào mail. Nội dung của chủ đề: ở tiết đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu về chim bồ câu, tiết thứ hai chúng ta đã tìm hiểu về các nhóm chim, và trong tiết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm chung và vai trò của lớp chim. Hiểu đặc điểm chung của chim, chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bảng sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về môi trường sống, thứ hai là về lông, thứ ba là về chi trước, thứ tư là hàm trên, thứ năm là sinh sản và cuối cùng là nhiệt độ cơ thể. Các bạn có thể mở sách giáo khoa và tìm lại các đặc điểm này, sau đó hoàn thành bảng trong thời gian là 2 phút. Về môi trường sống, chim là những loài động vật có xương sống, có thể thích nghi cao với sự bay lượn và những điều kiện sống khác nhau. Ví dụ như là nó có thể sống ở trên cạn, ở trên không, hoặc là một số loài có thể sống được ở dưới nước. Về lông của nó, thì cơ thể của nó được bao phủ bởi lớp lông vũ. Chi trước của chim đã được biến đổi thành cánh. Hàm trên có mỗi sừng bao bọc. Về sự sinh sản thì chim đẻ trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc ở phía bên ngoài và được chim bố mẹ ấp để nở ra thành con. Nhiệt độ cơ thể của chim là động vật hằng nhiệt, khác với những lớp cá, lớp lưỡng cư và lớp bò sát mà chúng ta đã được học. Thuận lại về đặc điểm chung của lớp chim, các bạn có thể ghi chép vào trong vở học của mình. Thứ nhất là mình có lông vũ bao phủ. Thứ hai là chi trước biến đổi thành cánh. Thứ ba là có mỗi sừng. Thứ tư là trứng lớn có vỏ đá vôi được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố và mẹ. Và cuối cùng nó là động vật hằng nhiệt. Nhiệt độ cơ thể ổn định không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Các bạn nhớ ghi chép bài đầy đủ vào trong vở của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của chim. Những vai trò của chim sẽ được biểu hiện qua các hình ảnh. Các bạn hãy cùng quan sát và hãy cho biết đó là vai trò tương ứng là gì. Chim khi nhìn các bạn,
hình ảnh các bạn có thấy hấp dẫn không, các bạn có thấy đói bụng chưa? Thì lợi ích đầu tiên là gì? Thứ nhất là chúng có thể cung cấp sản phẩm trứng và có thể làm được nhiều món ăn rất là bổ dưỡng. Thì vai trò lợi ích đầu tiên đó chính là cung cấp thực phẩm cho con người. Các bạn có thể quan sát được một số loài chim đang ăn những loài sâu bọ hoặc là những loài gặm nhấm gây hại. Ví dụ như là con chim cún mèo thì đang ăn thịt chuột. Một số loài chim sẻ, chim sâu thì nó sẽ bắt sâu để giúp phần góp lợi ích cho nông nghiệp. Vậy thì vai trò lợi ích tiếp theo đó chính là tiêu diệt những loài sâu bọ và gặm nhấm gây hại. Là mình thấy một số loài chim ăn hạt hoặc là hút mật để góp phần phát tán quả và hạt, góp phần thụ phấn cho hoa. Của một số loài chim có thể được sử dụng trong trang trí. Dùng để phục vụ du lịch hoặc là dùng để săn bắt. Ví dụ như khi chúng ta đi vào những khu bảo tồn như đi vào Thảo Cầm Viên thì chúng ta sẽ thấy được những cái loài chim người ta đang bảo tồn trong đó để phục vụ làm cảnh. Ví dụ như chúng ta đang quan sát hình ảnh của một chú chim công. Loài chim cũng gây tác hại. Như trong hình chúng ta thấy những cái loài chim ăn quả, ăn hạt, ăn cá nó sẽ gây hại cho nông nghiệp. Số loài thuộc lớp chim còn là vật chủ để truyền bệnh các bệnh cúm. Ví dụ như là bệnh cúm H5N1 do dịch cúm gia cầm. Về lợi ích, cung cấp thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, phát tán quả hạt, ăn sâu bọ có hại và động vật gặm nhấm. Có thể lông của nó có thể cung cấp để làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh. Và một số loài chim có thể huấn luyện để săn mồi và phục vụ cho du lịch. Về tác hại của nó sẽ ăn hạt, ăn quả, ăn cá, gây hại cho nông nghiệp và là vật chủ trung gian để truyền bệnh. Các bạn cũng nhớ ghi bài phần này vào. Mời các bạn cùng nhau quan sát hình ảnh của hai chú gà đã bị khâu mắt lại. Theo các bạn, vì sao gà rừng đã bị khâu mắt? Cô cho các bạn 30 giây để suy nghĩ. Bởi vì đây là những cái chú gà bị săn bắt từ vườn quốc gia như là Mumrai ở tỉnh Kon Tum. Khi mà vừa bị bắt, những cái thợ săn sẽ khâu mắt lại để cho gà khỏi có bị dãy giụa, để đảm bảo rằng gà rừng vẫn còn sống khi được mang đi tiêu thụ. Gà rừng là một trong những nhóm động vật hoang dã thường bị săn bắt để làm thịt, ăn thịt gà rừng. Nếu như chúng ta ăn thịt nó thì chúng ta đã góp phần đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Bên cạnh đó, ngoài gà rừng thì trong nhóm chim cũng có rất là nhiều loài đang bị săn bắt ngoài tự nhiên. Vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp để bảo vệ các loài động vật hoang dã. Thì bài tập cô cho các bạn là các bạn hãy nêu ra những cái biện pháp để chúng ta cùng nhau bảo vệ động vật hoang dã nói chung và những cái loài thuộc lớp chim nói riêng để góp phần cho chúng không có bị tuyệt chủng trong thiên nhiên. Biện pháp này các bạn có thể ghi ra vở, ghi ra giấy hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Zalo hoặc là gửi mail cho cô.
đến đây là kết thúc. Nội dung của chủ đề của mình sẽ còn là một tiết nữa, đó chính là xem băng hình về đời sống và tập tính của chim. Các bạn học bài và trả lời câu hỏi sách giáo khoa 2-3, mình có thể trả lời trực tiếp vào trong sách luôn. Đọc em có biết để chúng ta có thể hiểu thêm kiến thức về các loài chim. Nhiều cái loài chim ăn sâu bọ làm hại cho cây trồng và cây rừng. Chim là một loài động vật hoạt động nhiều và tiêu hóa rất là nhanh, nên số lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của nó rất là lớn. Chúng ta có thể tìm hiểu đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay ở bài 43, là bài khuyến khích các bạn tự đọc. Để chuẩn bị trước cho bài xem băng hình, các bạn hãy quan sát và sưu tầm những cái video về đời sống và tập tính của chim. Bài học kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.